Vâng, Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video sáng nay của Duy Minh nhé. Hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt tại màu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị. Sáng nay Duy Minh vẫn mua một cái cặp trái cây bưởi ha quý cô chú anh chị, bưởi da xanh. Thì do là hôm qua là bưởi Duy Minh đã cúng được 5 ngày quý cô chú anh chị. Cũng là chị Thi Diễm sáng nay Duy Minh cũng mua một chút trái cây cũng không có bao nhiêu. Nhưng mà đây là cái tấm lòng của cái chú anh chị ơi, của chị Thi Diễm hàng ngày gửi cho Duy Minh mua buổi sáng ha quý cô chú anh chị. Và như Duy Minh thấy bên trong có một số rất là đông anh em đang cúng ha quý cô chú anh chị. Cái mũi đó, mũi kia đâu cũng không lên xuống rồi. Tôi chừng đẩy cúng không có chỗ đẩy hả? Có đẩy không? Gì không? Đấy. Này cầm xanh cho anh đâm đi. Hai bữa là bữa da xanh heo của chúng chị. Đây em vậy. Đây trong mình. Biết luôn hả? Không biết. Đấu nằm ba chú bá mộng. Trời ơi chú con mạnh. Ghê à. Nè. Sáng lau dọn mồi gì cho anh. Chứ anh nói vô mà. Dạ. Sáng cũng hoành tráng luôn heo quý anh chị. Tại vì mình cũng thắp hương luôn ha. Phải đặt đây đi quý anh chị. Buổi sáng cũng hay chơi bưởi. Hôm nay lễ Noel heo quý anh chị. Hôm nay ăn mà ăn lễ xuân Noel như chú ha. Đó. Chạy lại nhanh lên. Bài thánh cái đó còn nhớ không em? Không tắt nó rồi. Anh cầm á hả? Bây giờ thì mình lau dọn mộ ha quý chú anh chị. Bây giờ sáng nay mình lau dọn mộ đi quý chú anh chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
luôn, máy tắt rồi. Tắt rồi. Chị đưa lên đó nhiều ha. Chị đưa lên. Đưa lên hả? Chị tư cho mình tư. Mình tư. Ủa cây cây Noel đẹp lắm á. Cây Noel 1 triệu đô với nhà 1 triệu đô nha. Chị quay với chị. Chủ ở đây. Chị quay anh làm gì? Em đang quay bánh sinh nhật à. Quay. Bà kêu cái gì mà vậy? Mấy cái kia thì hơi ông liêu một cái. Thật trẻ đó, hai dáng như mày cũng lao rồi ha. Chị ơi, đó, anh Phương lao chưa mà anh đứng ngoài anh Phương? Có chưa? Họ lên bên đây không thấy là ấy nó nha. Đó. Và cái đây là cái bó hoa của chị Tư quý cô chú anh chị. Chị Tư này chị đi hôm qua mà bị người bí ẩn quý anh chị. Chị hay là đi mình. Và làm không cho ai biết hết quý anh chị, thấy không? Đó, chị đem luôn hoa lên mà đem lên không cần ai biết quý quý chúng chị. Sáng nay anh Ngọc anh nói là anh em mới biết ha. Quá là tuyệt vời luôn. Sáng nay thì cũng quá tiền luôn ha, hoành tráng luôn quý quý chú anh chị. Hoa quá trời lỗ nữa nè. Đó. Thì qua buổi sáng là chúc mừng chú mà Noel ha, quá đẹp luôn rồi. Quá tuyệt vời luôn ha quý anh chị. Buổi sáng chúng rồi phải nói là cũng gì là rất là ấm áp luôn nghe quý chú anh chị. Để giờ mình quay một vòng cho bà con cô bác xem ha. Quá trời nhiều món luôn nghe quý chú anh chị. Bánh cây em rồi cây thông quá trời luôn ha. Căn nhà tiết luôn quý chúng chị bằng bánh kem nha. Rồi có rất là nhiều nước nè, trái cây nè, rồi rau luôn ha. Cái này chị múc kiêng cho chú ha sao? Em cảm ơn chị Linh rất nhiều nha chị. Cô chị Linh hả? Chị Linh. Thì mình cũng rất là cảm ơn chị Linh đã cúng một cái hai mâm buổi sáng cho chú, rất là ấm cúng luôn ha. Chúc gia đình của chị thật là nhiều sức khỏe, Giáng sinh vui vẻ an lành nha. Một bên nó thì lẩu, một bên nó thì bên thì trái cây với nước. Quý anh chị, đây như mình quay cận cảnh ha. Và cây thông rất là đẹp luôn ha quý cô chú anh chị. Cây thông này làm như là bằng kem luôn nha quý cô chú anh chị. Bằng kem luôn hả?
Ồ, cái thông đẹp quá ha quý cô chú anh chị. Quá trời luôn. Cô chú có thương con cho con một lô một tim hay cô chú? Cô chú có thương Di Minh Vlog thì cho một tim luôn nha. Cho một tim okay. Xem kênh của Ngọc mà cho Di Minh một like. Xem kênh của Ngọc mà cho Di Minh một đăng ký nha quý cô chú anh chị. Xem kênh của Di Minh cho Ngọc một cô lô hay cô chú? Không nổi không có. Cô trót hay cô chú? Nào, trên cái bô làm gì? Bô lô không nổi. Tào lao. Còn bà chỗ keo nó dính chữ nghe. Ờ, quý cô chú vậy sáng thì mấy anh chị em cũng đến rất là đông đủ luôn nha. Bữa nay là cậu ấm áp cô chú. Ấm áp buổi sáng rồi quý cô chú anh chị ơi. Thôi để Di Minh đi thắp hương xung quanh quý cô chú anh chị. Nãy giờ lao mộ dọn xong hết rồi. Thì thắp hương xung quanh nha. Thì sáng buổi sáng là mình phải thắp hương xung quanh của các chú anh chị cho các nghệ sĩ gần ở đây ấm áp ha. Trả lời mấy cái event. Event hả? Event là gì? Mấy sự kiện. Trời ơi. Sự kiện. Không nổi. Trời ơi. Ừ, dạo này bận lắm. Trời ơi, bận lắm hả? Ờ, sao? Dạo này anh Phương bận lắm nghe quý cô chú anh chị. Mất chứ. Trả lời bình luận tối ngày luôn á. Có chị trả lời mấy em kia không? Hả? Vậy. Có trả lời mấy em kia không? Thì cô rồi tu ha, từ ngày mà về tí chú là tu luôn á quý cô chú anh chị. Anh Phương là anh tu luôn á, anh nguyện là không bao giờ lấy vợ nữa. Phải rồi. Phải rồi. Phải rồi. Rồi quay lại nhìn đây nè, nhìn đây nè, cho nói tao mới tin chứ. Sao sao là sao, nghe nói là ăn chay gì niệm Phật gì nghĩ lấy vợ luôn đúng không? Gì nữa hả? Anh gửi hình lại cho em ơi, bữa đây em chưa lưu nữa. Ờ, nhắn tin với Nam. Rồi cho để em qua cái gì vậy? Cho em qua cái đã. Có ai rảnh không cho xin miếng ấy coi. Xin miếng này. Xin miếng quay thôi. Đưa kia ngự ẩn trên trời. Ủa chị lên sớm đó hả chị? Sớm. Đây là mộ của vợ của chú Tư Còn của chú vậy. Nói chung là như mình cũng không có biết là hôm nay là sinh nhật của tí của anh chị, nhưng mình cũng chúc em nó cũng được thêm một tuổi mới, nhiều niềm vui trong cuộc sống, Giáng sinh an lành. Và cảm ơn chị Linh ở Úc đã hỗ trợ cho tí nó cúng hai ông cúng buổi sáng và cậu hoành tráng nhé. Em với chị
chúc gia đình chị an lành, vui bên gia đình của mình trong cái ngày Giáng sinh ấm áp ha. Bữa nay ngày mình 12. Ngày Tây là 24. Em là 30 tháng 12 luôn á. Vậy hả? Sinh nhật em là 30 tháng 12 á. Mà nói thật sự từ đó giờ là Duy Minh chưa biết sinh nhật là gì luôn á. Em hồi đó giờ 30 mấy tuổi rồi đó mà chưa biết tổ chức sinh nhật là gì. Hôm nay chắc là Duy Minh phải mua một cái bánh kem nhỏ nhỏ về quý cô chú anh chị tới lên đây ăn sinh nhật với mấy anh em á. Hôm trước là sinh nhật của anh Niêu thì Duy Minh tổ chức được một vị khán giả nhờ Duy Minh là tổ chức quý cô chú anh chị. Và chắc tới 30 tháng 12 là ngay cái ngày Tết Tây luôn á, mua một cái bánh kem nhỏ 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 gì thôi. Rồi mua trái cây vô đây mời mấy anh em ăn sinh nhật. Duy Minh thích làm cái gì mình cho nó gọn gàng á quý chú chị. Ho gì mà có xây thuốc dồi với nước dừa lên cho em với nấu gì hả? Nấu có đem lên đem cho cái gì? Chút em coi cái cây đó, có đem cái cây đó cho em coi nữa. Bữa nay là chắc là chị Hùng Loan lên đó quý chú chị. Nay chị Hùng Loan lên đó. Lên. Tại vì hôm nay là 2 tuần rồi chị Hùng Loan chú lên nha. Cho nên là như mình nghĩ rằng hôm nay chị Hùng Loan sẽ lên đây. Chắc chắn luôn á. Âm mưu khoảng 99% á. Lên. Để lên đây. Ngày Noel. Nó sẽ dư cây nhiều dưới ta. Cũng có lộn. Thiếu đầu à. Cũng lấy rồi. Cũng là cũng dân châu đúng rồi. Trường Sơn Hải đây cho ông Nguyễn Quang Đà nè, thiếu tướng nè. Hôm nay là Duy Minh nghĩ rằng chị Hồng Loan sẽ đến đây quý cô chú chị. Tại vì 2 tuần rồi chị chưa đến. Chỉ do là bạn công việc á quý cô chú chị, quay phim ca MV này kia đồ. Rồi thấy có là MV đâu MV là mừng xuân nữa đó quý cô chú chị, cũng sắp ra đó. Cho nên là rất là bận. Hôm nay sẽ đến đây tại vì 2 tuần rồi. Chị sẽ thường thường là hồi trước quý cô chú anh chị khoảng 1 tuần lễ là chị sẽ lên 1 lần. Nhưng mà Duy Minh nghĩ rằng là do là cái công chuyện bận quá cho nên là phải 2 tuần lên làng quý cô anh chị. Dạo này Duy Minh thấy chị hay quay MV nè với nhiều nghệ sĩ ca sĩ đó cho nên là phải 2 tuần mới lên 1 lần quý cô chú anh chị. Đó. Rất là tuyệt vời luôn ha. Bữa nay chị Loan lên ha. Hôm nay chắc anh đoán là chắc chị Loan lên á.
tại vì hai tầng rồi chị chưa lên đó. À, quý chú anh chị, nhưng mình nghĩ rằng là chị Loan bữa nay sẽ lên. Em chắc chắn là bữa nay lên luôn á. Vậy chắc chắn luôn hả? Có thông tin chưa? Có. Có hả? Ai hả? Cái cháu của bác Ngộ. Vậy cái cháu bác Ngộ lên. Cháu bác Ngộ hả? Cháu bác Ngộ có liên quan gì tới chị Loan? Cháu ngoại bác Ngộ. À rồi, biết rồi, biết rồi. À, sáng nay cũng cảm ơn chị Linh nhé, đã nhờ cho tí cúng hai cái bàn cúng buổi sáng trong cái ngày Noel rất là hoành tráng luôn. À, thì Duy Minh nghĩ rằng là hình như là chắc chắn 99% quý chúng vị, còn 1% là mình thủ thả ha, là chị Hồng Loan sẽ lên đây quý chúng chị đó, mình vừa thủ thả đi chứ thật sự là sẽ lên đó. Đó, có nhiều thông tin nhưng mà thông tin thì chưa có chắc ăn, nhưng mà Duy Minh nói thủ thả quý anh chị là thông báo cho video này, Duy Minh cũng như là thông báo cho bà con cô bác là chị Hồng Loan lên đây mừng Noel của chú ha. Mong bà con cô bác xem video đừng quên nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh Duy Minh nha. Bây giờ Duy Minh xin chào bà con, chúc bà con cô bác thật là nhiều sức khỏe. Cảm ơn chị Thi Diễm đã hỗ trợ Duy Minh cúng mọi ngày trái cây cho chú ha. Chúc chị gia đạo gia đình chị ấm no hạnh phúc, làm ăn phát tài. Đó, xin chào ha, hẹn bà con ở một video tiếp theo ạ.